Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một mẫu đèn tia laser rất đẹp. Đây là mẫu laser 301. Đây, chúng ta cầm nó chắc tay, hợp kim nhôm. Đèn được trang bị pin sạc 18650, pin rất khỏe. Đi kèm đấy là bộ sạc. Những cái pin chúng ta sẽ dùng bộ sạc này để sạc pin, cắm trực tiếp vào ổ điện. Đây là bộ sạc pin. Đây chúng ta sẽ lắp pin vào đèn. Khi lắp chúng ta cho cái đầu âm xuống dưới và xoáy vào. Đây, phía trước này là pha đèn. Mình chỉ thiếu tiêu, thiếu rất là xa. Đèn tia laser này thì có thể chiếu xa đến cả km là bình thường. Trên thân đèn là có nút bấm, phía sau là nó có một cái khóa đi kèm. Khi chúng ta mở ra thì ấn nút nó mới sáng, còn khi chúng ta khóa lại, cất chìa khóa đi thì là sẽ không sáng nữa, và chỉ chiều nó mới mở được thôi các bạn nhé. Còn nếu mà lấy chìa khác mở thì sẽ không mở được cái đèn này. Đây chúng ta mở ra đây thì nó sáng bình thường. Đèn này thì có 3 màu ánh sáng, đây là màu xanh này. Tương tự như vậy chúng ta đây có đèn màu tím. Màu tím. Và đây chúng ta có tia màu đỏ. Đấy, tùy vào nhu cầu công việc mà các bạn có thể chọn cái màu phù hợp. 3 màu. Cái màu nào chiếu lên thì nhìn rất là rõ và xa. Có màu tím thì nhìn qua camera điện thoại nó sẽ không được rõ bằng các màu kia. Đây, màu xanh. Đấy, chiếu rất sáng, rất xa, rất rõ. Đèn cầm rất chắc tay các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.